Xin chào anh em, mình là Hợp. Nay mình về được một chiếc Speed Marine mới và mình mua Grey Market. Với chiếc này thì nó sẽ có cái chất rất là cá tính riêng và mình sẽ cùng trên tay em nó. Đây là loại hộp da Travel Pack ở xưa của Speed Marine và chúng ta sẽ có một cái hộp da rất là đã để sử dụng. Các bạn có thể sử dụng cái này để khi các bạn đi công tác hoặc đi du lịch thì chúng ta đựng đồng hồ cũng được. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái certificate và certificate này có chữ ký tươi của chủ tịch là Peter Spickermarine ở đây. Đó. Chúng ta sẽ có chiếc này là The Piccadilly Spirit Mark II và mã của nó là PIC 20000. Đó, như các bạn thấy. Chiếc này sử dụng cây là steel with solid cây back và nó sẽ được mạ DLC full black, tức là diamond light carbon. Case size của nó là 42mm và nó sử dụng máy automatic 120 giờ tick cost. Đây là serial number đầy đủ. Với máy 120 giờ tick cost này thì chúng ta có thể biết đó là máy Technotime. Đây là một trong những cái máy mà được Speed Marine sử dụng trong cái thời kỳ chuyển giao giữa đời 1 sang đời 2. Và chiếc này là Spirit Mark II, là khởi đầu của đời 2, cho nên là các bạn có thể thấy ngay là tại sao nó sử dụng máy Technotime. Bộ máy này thì được cái là thời gian tích cót rất là đã, đó là 120 giờ tích cót và nó sẽ có 35 chân kính và 28.800 tần số động. Đây là chiếc Speed Marine Spirit Mark II Full Black mà mình muốn sâu đến nghe. Mình sẽ lau qua những cái bụi ở trong Travel Pack. Với size 42mm thì thực sự là với những dòng Speed Marine thì tay các bạn nên khoảng 17cm để chúng ta có thể sử dụng. Bởi vì cái chúng ta sẽ có đây là cái càng của nó. Cái càng của bộ case Piccadilly thì nó khá là nó dài hơn một chút so với những dòng khác. Cho nên là để mà đeo tốt thì mình nghĩ là nên tay khoảng 17cm. Dòng Spirit Mark II này là một dòng rất là dễ đeo, với mặt dial của chúng ta là chỉ có 3 kim. Đó, và các bạn thấy là dòng này thì nó là dòng no date luôn, cho nên dành cho những anh em nào mà không thích phải chỉnh lịch nhiều. Chúng ta sẽ có mặt dial được làm với cái màu đen, và đen nó sử dụng ở đây là đen sần các bạn nhé. Và các bạn có thể thấy ngay là ở góc 6 giờ thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng topping tool khá là đẹp, nhỏ. Chúng ta sẽ có logo Speed Marine Switzerland Spirit ở góc 12 giờ ngay dưới cái cọc số 12 to đùng. Tại 4 vị trí là 3, 6, 9, 12 của chúng ta là cọc La Mã, còn 8 vị trí còn lại của chúng ta thì sẽ là cọc số dạng chấm bi. Với những cái cọc số này thì nó được làm nổi 3D ở trên mặt dial và nó sẽ rất là sáng khi mà chúng ta sử dụng full loop. Mình sẽ test qua cái dạng quang cho anh em xem bằng cái đèn UV. Chiếc này dạng quang rất là sáng và đẹp bởi vì nó full luôn tất cả bên ngoài các bạn ạ. Các bạn có thể thấy rõ là với cái đèn UV này khi mà mình chiếu vào thì cái lum của nó, tất cả những cái vị trí lum nó đã sáng lên, sáng xanh lên, khá là đẹp. Bộ kim của chúng ta là bộ kim foundation và nó cũng có lum và nó sẽ được sơn ở phía trên một lớp màu cam nữa để cho nó hợp với cả màu đen này và nó có vintage một chút. Đó, và các bạn có thể thấy rõ luôn là cái lum của nó này, sáng rực luôn, rất là đã. Toàn bộ tất cả những chi tiết trên mặt dial của chúng ta thì đều có lum, bao gồm cả những cái tên thương hiệu và cái logo topping tool ở góc 6 giờ lẫn những cái chấm chia phút ở phía ngoài. Đó, các bạn thấy đều đầy đủ cả. Thì với chiếc này thì nó sẽ rất là sáng khi mà khi các bạn đang đi ở ngoài mà các bạn đi vào chỗ tối thì chúng ta sẽ thấy ngay cái sự khác biệt. Bộ thân Piccadilly của chúng ta thì được mạ DLC hay còn gọi là Diamond Light Carbon. Với DLC thì nó cao cấp hơn PVD khá nhiều và lớp mạ này nhìn nước mạ cũng khá là dày. Các bạn có thể sử dụng an toàn hơn nhiều so với DLC. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có một cái núm chính và cái crown này được làm là giống như là cái vương miện, được làm rất là đẹp, đặc trưng của Speed Marine. Đáy sau thì chúng ta sẽ có một cái đáy kín và hiện tại nó đang có cái seal. Mình sẽ bóc ra để show cho anh em toàn bộ cho nó đẹp. Đó. Các bạn có thể thấy cái đáy sau này thì chúng ta sẽ chia thành hai phần. Một phần là lòng trong của chúng ta thì được làm mô phỏng biểu tượng topping tool. Và chúng ta sẽ có serial number ở đây, SMST1105, giống với trên cái certificate của chúng ta. Đó. Chiếc này có độ chống nước là 3 ATM. Các bạn có thể là các bạn nên, nói chung là với 3 ATM thì chúng ta nên tránh nước rất là nhiều, chỉ đi mưa nhẹ thôi. Đó. Và chiếc này sẽ có 5 ngày tích cót là 5 day power reserve, tức là 120 giờ, rất là đã. Logo Speed Marine ở phía trên, ở phía dưới là cái dòng chữ biểu tượng của Speed Marine trên những cái dòng Spirit ở trước, đó là Fire, Love and Preserver.
thì các bạn có thể thấy rõ đầy đủ những cái chi tiết ở đây, Spirit Mark 2 đó. Đây sau thì được làm theo dạng là engraved, cho nên là các bạn sẽ thấy tất cả chi tiết đều được dập nổi cả. Đi kèm với chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ có một sợi dây da cá sấu, và sợi dây da cá sấu này có màu đen luôn, và chúng ta sẽ có một cái khóa xiên màu đen cũng được DLC Diamond Light Carbon. Thì với cái khóa này thì các bạn có thể thấy rất là rõ. Chúng ta sẽ có một cái tag đi kèm này, các bạn thấy ngay là Spirit Mark 2 DLC Speaker Marine, và nó sẽ có giá retail là 6.900 CHF. 6.900 CHF thì là franc Thụy Sĩ, thì franc Thụy Sĩ này thì nó sẽ vào khoảng tầm 7.500 đô. Thì đây là cái giá đã sale rồi, còn giá của dòng này thì trước đây thì hãng bán ra khoảng 235 đến 240 mấy triệu. Chiếc Spirit Mark 2 này bên mình mua được cái giá sale khá là tốt, và hiện tại bên mình đang muốn bán với mức giá là 95 triệu. Thì nếu như anh em nào có nhu cầu về chiếc Speak Marine mới 100% này thì có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.